Chân đã bám vào rất mạnh rồi. Ngay lập tức Chí Mạnh đã quay trở lại một trận đấu cực kỳ điên rồ. Tôn trọng đối thủ. Good luck. Nguyễn Chí Mạnh đang được bắt đầu. Chí Mạnh sẽ bên phía góc đài đỏ, còn Quang Hậu bên phía của góc đài xanh. Cả hai võ sĩ sẽ thi đấu hạng cân hổ mang là 55 kg. Chí Mạnh là võ sĩ thi đấu với thế kèo nghịch lại, thế kèo của những võ sĩ thuận tay trái. Và chúng ta đang được nhận thấy những cú đấm rất mạnh của Chí Mạnh. Và bây giờ là thời gian sử dụng những tình huống áp sát và bắt ngã của Nguyễn Quang Hậu. Hoàng hậu đang cố gắng áp sát để có thể bắt vào cái chân của Chí Mạnh. Nhưng Chí Mạnh, cự ly của Chí Mạnh là tốt. Anh đang giữ được. Hoàng hậu ngoài cự ly của mình đã đưa được xuống đất rồi. Bây giờ là những tình huống đè đánh. Nhưng ngay lập tức Hoàng hậu trở lại, tiếp tục là động vật đến từ Hoàng hậu. Nhưng Chí Mạnh đang có một cái bộ tấn đứng rất vững, và cả hai đều ép nhau vào dây đài. Đây là trận đấu debut MMA đầu tiên của hai võ sĩ, và chúng ta đã được thấy một bộ mặt rất công hiến của cả hai võ sĩ. Và ngay lúc này Quang Hậu đã đưa được Nguyễn Chí Mạnh xuống sàn. Đã xuống sàn rồi. Có một tình huống ngồi trên bụng của Quang Hậu đối với Chí Mạnh. Và bây giờ là phần thể hiện sức mạnh của đại diện đến từ Ceres, nơi sản sinh ra những võ sĩ đánh nằm rất tốt. Thế mạnh của Quang Hậu đang được phát huy. Quan trọng là bây giờ anh ta phải tìm cách để có thể thoát được đôi bàn tay của Chí Mạnh mà thôi. Còn ngược trở lại, Chí Mạnh chắc chắn là anh ta sẽ không để những đôi tay của anh phía Quang Hậu được thả thời. Chí Mạnh đang phòng ngự khi anh hai tay của anh đã khóa rất chặt vào tay của Quang Hậu rồi. Và bây giờ là lúc Quang Hậu sử dụng lại vị trí, vừa một tình huống quay lưng của Chí Mạnh, và Quang Hậu cũng đã có được lưng. Không chế trái bắt đầu thay đổi thế đến từ cho cả hai võ sĩ. Chúng ta đang thấy Chí Mạnh tạm thời đang cố gắng chiếm được vị trí trên cao. Và cả hai võ sĩ đang quay trở lại với tư thế đánh đứng. Những cú đấm rất mạnh của Chí Mạnh về phía Quang Hậu. Đấm phải tốt. Tiếp tục là tình huống áp sát đấm đến từ Chí Mạnh. Rất bất ngờ, và bây giờ là một tình huống hốt chân đôi của Quang Hậu. Tôi cảm giác như chúng ta cũng đang có được một cái bài toán giải quyết về mặt thể lực. Lên gối phải tốt của Chí Mạnh. Quang Hậu đang cố gắng để có thể bắt chân của Chí Mạnh nhằm đưa về cái thế địa chiến. Rất khó cho Quang Hậu để đưa lại Chí Mạnh về tư thế địa chiến. Nhưng bây giờ anh thành công rồi. Anh đã có một tư thế địa chiến, vẫn chưa thể ngồi cuộn lên bụng. Nhưng chúng ta hãy xem ai sẽ là người chiếm lợi thế trong tình huống đánh nằm này. Chí Mạnh đang khóa siết rất chặt Quang Hậu bằng đòn khóa máy chém rồi. Nhưng rất khó để chuyển sang một tình huống khóa siết mà ở đó Chí Mạnh là người có thể bẻ. Quang Hậu cũng đang cố gắng để có thể phòng ngự, để tránh cái cổ của anh ta rơi vào tay của Chí Mạnh nhằm rơi vào cái thế khóa máy chém. Tiếp tục là tình huống đổi thế đến từ bên phía của Chí Mạnh. Một tình huống kẹp chân của Chí Mạnh, và Chí Mạnh có vẻ đang muốn chuyển sang một tình huống bẻ tay chữ đập khi anh đang kìm kẹp lại một tay của Quang Hậu. Quang Hậu đang cố gắng thoát khỏi tình huống kìm kẹp của Chí Mạnh. Anh ta cần phải có được cho mình đó là một cái thể lực tốt để có thể bước ra ở trong cái thế trận này. Ở cái tình thế này thì vẫn chưa ai có một lợi thế cả. Cả hai vẫn ở trong tư thế phòng ngự, và rất khó để đoán định ai sẽ là người có thể tung ra đòn khóa siết trong một thế trận mà hai võ sĩ giằng co nhau từ trên sàn xuống tới mặt đất. Có thể thấy như cả hai võ sĩ chúng ta cũng đang cố gắng để có thể hồi sức. Chí Mạnh đang cố gắng kiểm soát cái tay trái. Quang Hậu đã thoát được cái thế, và anh ta đang cố gắng để tìm ra một vài những phương án giả búa. Cả hai võ sĩ quay trở lại với tư thế đánh đứng. Liên tục là những tình huống đổi đòn của hai võ sĩ. Chí Mạnh đang tung sức trong những tình huống này. Vâng, ngã tôn đến từ Chí Mạnh. Chí Mạnh anh đang có được lưng của Quang Hậu rồi. Ngay lập tức Quang Hậu quay trở lại với một tình huống phòng ngự. Liên tục là những cú đè đập của Chí Mạnh. Tiếp tục là tình huống đè đập của Chí Mạnh. Quang Hậu đang rơi vào cái thế phòng ngự.
cố gắng phòng ngự ở trong cái thế năm, còn Trí Mạnh sẽ chiếm bên phía bên trái và tiếp tục tung ra những tình huống giả búa. Và hết bụng rồi, Trí Mạnh đang ngồi hết bụng và bây giờ là những tình huống giả búa. Ngay lập tức thì Quang Hậu có một tình huống đẩy anh ra, nhưng Trí Mạnh vẫn ngồi vững trên lưng ngựa của mình, không để cho Quang Hậu đi đâu cả, liên tục là những tình huống giả búa. Anh Tùng Anh, tôi thấy Quang Hậu đang có dấu hiệu bị đuối sức thôi. Quang Hậu là một võ sĩ đánh chuyên đánh đất. Ở trong những tình huống đánh đất như thế này thì các võ sĩ đánh đất họ luôn bình tĩnh để tìm cách để thoát khỏi. Và bây giờ là một tình huống thoát khỏi của Quang Hậu. Anh đang lật lại được thế trận trước Trí Mạnh. Một trận đấu đua thể lực rất căng thẳng của cả hai võ sĩ. Và bây giờ thì Quang Hậu đang có được lưng rồi, sẽ set up cho một tình huống khóa cổ tam giác từ phía sau. Và chúng ta có thể thấy nhiều cái thế mạnh của Quang Hậu đang được phát huy. Trí Mạnh cũng biết anh ta đang rơi vào cái thế nguy hiểm. Đó là lý do tại vì sao mà Trí Mạnh đang cố gắng để có thể kiểm soát cái phần tay trái của Quang Hậu. Nếu như anh ta để cho Quang Hậu kiểm soát được cổ của mình thì có lẽ như Quang... 30 giây nữa mà thôi, 30 giây của hiệp 1. Và 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu cuối cùng. Và bây giờ sẽ là sự chịu đựng đối với Trí Mạnh. Và chỉ cần hết 10 giây và ngay lúc này thì hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Một trận đấu vô cùng căng thẳng giữa hai võ sĩ có trận lần đầu tiên tham dự một trận đấu MMA chuyên nghiệp của cuộc đời mình. Chính xác là như vậy. 5 phút trôi qua anh Tùng Anh, tôi cảm giác như là một cơn gió thoảng. Thậm chí là đến 10 giây cuối cùng cực kỳ căng thẳng khi mà chúng ta đang thấy rằng Quang Hậu đã đè vào được một cái thế khóa siết cổ cực kỳ nguy hiểm. Đây là một trận đấu undercard thì nó hoàn toàn không nhàm chán anh ạ. Hai võ sĩ của chúng ta liên tục đổi đòn, liên tục có những tình huống chuyển đổi vị trí, mở khóa, khóa và gỡ khóa rất tuyệt vời đến từ hai võ sĩ trẻ lần đầu đến từ hai võ sĩ. Chúng ta đang thấy Trí Mạnh tạm thời đang cố gắng giải quyết về mặt thể lực, nên gỡ khóa cho của Trí Mạnh về tư thế đứng đến trước mặt. Đánh đứng vừa mới thoát ra khỏi cái thế kìm kẹp và họ sẵn sàng va vào nhau. Tuổi trẻ thực sự là nhiệt huyết. Họ đang thể hiện được cái sự ngây thơ của những võ sĩ lần đầu tham gia một trận thi đấu võ thuật. Họ không có sự xăm dò, họ lao vào nhau, họ chiến đấu để cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt nhất. Và chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai ngay sau đây. Hãy nhìn vào khuôn mặt của Trí Mạnh và Quang Hậu kìa. Những nụ cười đã nở trên môi của họ. Họ đang tận hưởng, họ thật sự là đang tận hưởng những ván thi đấu của mình. Và điểm để tô điểm cho sức nóng của hai võ sĩ là Ringer rất xinh đẹp của GMA. Cô đang sải bước lên sàn và để chúc cho những võ sĩ những lời chúc tốt đẹp nhất ở hiệp thi đấu thứ hai này. Những diễn biến vẫn đang còn hết sức hấp dẫn của cuộc đối đầu Nguyễn Trí Mạnh, đại diện đến từ võ đường Liên Phong, và Nguyễn Quang Hậu, đại diện võ sĩ đến từ CSS. Vẫn là những tình huống tiếp cận của cả hai võ sĩ. Và đang có một sự chứng lại của Quang Hậu. Anh đang mời gọi Trí Mạnh vào tấn công của mình. Trọng tài đang yêu cầu hai võ sĩ cần phải thi đấu tích cực hơn nữa. Có lẽ như cả hai cũng đang cố gắng để có thể thăm dò lẫn nhau. Bắt đầu lao vào tấn công đến từ bên phía của Quang Hậu. Mục đích của anh ta là muốn đưa cái thế trận này xuống thành một thế trận vật. Rất khó đấy Quang Hậu ạ, khi Trí Mạnh vẫn đang trụ vững. Và bây giờ Trí Mạnh đang là người có ưu thế trong tình huống đánh nằm này, khi anh đang là người kiểm soát phần bên trái của Quang Hậu. Kiểm soát một bên rồi. Đó chính là một tình huống kiểm soát ở bên cánh của Trí Mạnh. Quang Hậu đang cần phải xoay lưng để thoát khỏi cái kìm kẹp này. Đã thành công. Nhưng đây là một thế đài hẹp. Nếu xoay lưng hoàn toàn, Quang Hậu có thể để mất lưng. Hai tình huống giả búa tay trái của phía Trí Mạnh. Và Trí Mạnh đang thực sự muốn chiếm một vị trí trên cao hơn để có một cái góc đẹp nhằm tung ra những tình huống giả búa chuẩn xác của mình. Nguyễn Trí Mạnh, anh không chỉ có đẹp trai mà anh đang còn có tài nữa. Và bây giờ là một tình huống start up, đòn bẻ tay chữ tập của Quang Hậu đối với Trí Mạnh. Quang Hậu đã có được tay của Trí Mạnh nhưng vẫn chưa có thể một thế chân tốt để có thể bẻ được tay của Trí Mạnh. Ngón tay cái của Trí Mạnh đã hướng lên trời nhưng Quang Hậu vẫn chưa thể bẻ trong một tình huống bẻ tay chữ tập. Và bây giờ là những tình huống cua của Trí Mạnh và đầu của Quang Hậu. Ngay lập tức
Góc áp sát vẫn đang thuộc về dọn phía của Chí Mạnh. Anh ta đang chiếm phần kiểm soát phía bên bụng trái của Quang Hậu. Quang Hậu thì vẫn đang nỗ lực để có thể phòng vệ, tránh những tình huống bị giả búa. Trận đấu đang trở nên cực kỳ căng thẳng. Cái chân của Chí Mạnh đang luồn vào bên trong người của Quang Hậu rồi. Và Quang Hậu đang nghĩ đến một tình huống bẻ mắt cá trận đối với Chí Mạnh. Liệu đang tiếp tục là những tình huống chuyển đổi vị trí của hai võ sĩ, nhưng rất khó để Quang Hậu. Quang Hậu đang lật lại được, bắt được cái chân rồi. Bây giờ sẽ có một tình huống bẻ quá hay chăng, khi cổ chân của Chí Mạnh đã lấy được cổ chân rồi. Quang Hậu đã lấy được cổ chân rồi. Bắt đầu đang thiết lập tình huống bẻ chân đến từ bên phía của Quang Hậu. Cổ chân đã bám rất sát rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần một tình huống xoắn gối nữa thôi là có lẽ trận đấu sẽ kết thúc ngay, khi Quang Hậu thực hiện thành công tình huống bẻ mắt cá chân của mình. Trọng tài vẫn đang hết sức tập trung để kiểm soát được cái biểu cảm đến từ cho cả hai võ sĩ. Cái chân trái, cái chân phải của anh phía Chí Mạnh đang bị Quang Hậu kiểm soát. Góc này cực kỳ nguy hiểm dành cho Chí Mạnh. Quang Hậu đang có một lợi thế lớn trong tình huống bắt đầu xoay rồi, vẫn chưa thể xoắn gối. Và bây giờ Chí Mạnh là người trở lại trong tình huống này, đã thoát ra được, rất tuyệt vời. Trong một tình huống rất nguy hiểm thì Chí Mạnh cũng đã thoát ra được. Trở lại với đè đánh nào, liên tục là những cú đè đánh, những cú búa của Chí Mạnh vào đầu của Quang Hậu, những cú búa rất chắc chắn. Tiếp tục là tình huống kiểm soát phía bên trái tốt của Chí Mạnh. Quang Hậu cũng tỏ ra lì lợm không kém. Mặc dù cái bài toán thể lực đang là bài toán cực kỳ khó khăn dành cho hai võ sĩ chúng ta, nhưng Quang Hậu một lần nữa đã úp được người của Chí Mạnh. Anh và bây giờ người kiểm soát là Quang Hậu, và anh đã có một tình huống ngồi phun lên bụng, vẫn chưa thể ngồi lực lên bụng. Và vẫn chúng ta đang thấy một tình huống kiểm soát bờ bên trái, và Chí Mạnh vẫn đang cố gắng để lật người lại. Đây là một tình huống khả thi để cho Quang Hậu có thể set up một tình huống bẻ tay chưa tập, hay thậm chí là một tình huống bẻ khỉu tay. Quyết định tiếp theo của Quang Hậu như thế nào đây? Chí Mạnh cũng đã lật được cái lưng của anh ta để tránh rơi vào cái lưng lại rồi. Và ngay lập tức thì Quang Hậu lấy lưng, đang có một tình huống luồn tay vào thì chắc chắn sẽ có một tình huống siết cổ sau. Vào vị trí siết cổ của Quang Hậu rồi, chân đã bám vào rất mạnh rồi. Ngay lập tức Chí Mạnh đã quay trở lại một trận đấu cực kỳ điên rồ. Sự chuyển đổi vị trí liên tục của hai võ sĩ không ngừng nghỉ, không ngơi nghỉ. Và bây giờ là tình huống dành cho những cú trỏ đến từ vị trí của Chí Mạnh. Thật sự là một ván đấu hết sức hấp dẫn mà Chí Mạnh và Quang Hậu mang lại cho chúng ta. Những lợi thế liên tiếp được chuyển đổi từ người này sang người kia. Cả hai đều đang tỏ ra cực kỳ lì lợm. Những tình huống chuyển đổi vị trí liên tục, và chúng ta đang thấy được sự đồng đều trong lối chơi cũng như là cách vận hành các tổ hợp đòn của hai võ sĩ. Và bây giờ ở thời điểm hiện tại thì Chí Mạnh đang cố gắng để có thể có một vị trí đẹp ở trên bụng của Quang Hậu. Liệu rằng Quang Hậu có thể nào kiểm soát được Chí Mạnh ở trong cái tình huống này hay không đây? Theo tôi thì Quang Hậu anh ấy đang rất đuối rồi. Có lẽ thể lực của Quang Hậu đang không đủ, khi Chí Mạnh đang liên tục gây áp lực lên người của mình. Và 10 giây cuối cùng thi đấu thứ hai. 10 giây cuối cùng cho hiệp thi đấu thứ hai. Đây sẽ là một hiệp đấu khó chấm điểm dành cho các trọng tài. Và ngay lúc này thì hiệp đấu thứ hai đã kết thúc. Một hiệp đấu mà hai võ sĩ đã cho thấy được, mặc dù cái bài toán thể lực đang là bài toán cực kỳ khó khăn, góc áp sát vẫn đang thuộc về dọn vẫn chưa thể bày trong một tình huống khỏe tay chi tập, và bây giờ là người Chí Mạnh. Và Chí Mạnh đang thực sự muốn chiếm một vị trí trên cao hơn. Quang Hậu có thể để mất liền. Hai tình huống giả búa tay. Đây là một thế tài. Ai sẽ là người thắng cuộc? Theo anh Linh nghĩ đây có sẽ tiềm lực cuối cùng này. Chúng ta sẽ có một tình huống knock out kỹ thuật bằng đòn phát xiết, hay một tình huống knock out trực tiếp bằng những cú đấm của các võ sĩ hay không? Tôi thì đang thiên về một tình huống knock out bằng những cái tình huống cú đấm của những võ sĩ. Bởi vì tôi đang thấy rằng cả hai võ sĩ đều đang gặp một vấn đề khá là lớn. Thể lực của họ đã bị bào mòn đến những giây cuối cùng rồi. Và liệu rằng là những tình huống đấm để có thể hạ gục lẫn nhau, hay sẽ tiếp tục là đưa nhau xuống dưới sàn? Không đâu, tôi nghĩ là không đâu anh Linh ạ. Thì huấn luyện viên của Quang Hậu Robson Oliveira đang chỉ đạo học trò của mình là tiếp tục áp sát những tình huống dưới mặt sàn, và có một tình huống khóa xiết đối với Nguyễn Chí Mạnh. Có lẽ Robson đã nhận ra rằng Quang Hậu
chỉ có thắng bằng knockout kỹ thuật bằng quá siết thì mới có thể thắng được Nguyễn Chí Mạnh trong trận đấu này thôi. Vâng, và chúng ta hãy cùng chờ đợi cho những diễn biến của hiệp thi đấu thứ ba. Và chúng ta đang đến những giây phút của hiệp thi đấu thứ ba. Nó chậm chậm, nó êm đềm ở những giây phút đầu tiên, nhưng rồi nó sẽ nóng lên. Một cú sút chính xác của Chí Mạnh, đó là dấu hiệu, đó sẽ là những dấu hiệu để bóng đón chờ những cơn bão đang ập tới. Có lẽ hai võ sĩ trẻ của chúng ta đã chán đánh nằm rồi hay sao, họ đang đứng dậy và chiến đấu như những người đàn ông thật sự bằng những cú đấm của mình. Những tình huống đổi đòn đã được tung ra, chúng ta có thể thấy được sự nhỉnh hơn trong những tình huống đấm của Chí Mạnh. Kèn có những tình huống chọn đòn, đánh đòn, đá đòn chính xác hơn về phía của Quang Hậu. Đang cố gắng để có thể áp sát và giữ cự ly. Hãy cẩn thận với những đòn tay sau, chân sau của Chí Mạnh khi anh là võ sĩ thi đấu với thế thủ xa bò. Thế thủ ngược lại dành cho những võ sĩ thuận tay trái. Và liệu rằng đó có phải một cái lời thề tốt đến từ Chí Mạnh để có thể áp sát tấn công hay không đây? Tôi đang thấy là Chí Mạnh cảm giác như cũng đã thay đổi một chút về cái chiến thuật của mình. Nếu như trong hiệp 1 và hiệp 2 anh ta tiếp cận bằng những đòn đấm, thì sang tới hiệp 3 là một đòn đá. Đây có thể là bẫy của Quang Hậu. Quang Hậu đang đợi cho Chí Mạnh tung ra cơ số đòn, khiến cho Chí Mạnh tụt thể lực. Và ngay lập tức con rắn đến từ Ceres sẽ lao vào và có một tình huống knock out kỹ thuật bằng đòn khóa xiết. Tôi vẫn không nghĩ đây là hai